Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trong những ngày vừa qua, Công an thành phố cũng đã tập hợp bố trí lực lượng phương tiện, bảo đảm để phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các ngành liên quan, tổ chức hợp luyện, điều chỉnh phương án tác chiến, sát thực tiễn tình hình, phù hợp với địa hình, địa vật và ý định của Ban chỉ đạo diễn tập. Sau khi có chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo cho các ngành triển khai công tác chuẩn bị diễn tập. Ngay sau đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc và khung tập luyện. Đối với lực lượng công an thành phố có nhiệm vụ chủ trì trong hợp đồng thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, chống tụ tập đông người, biểu tình, gây rối tại cơ quan chính quyền và các khu vực trọng điểm khác. Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luyện tập và tiến hành quay phim trước những cái tình huống sẽ phát tại cái buổi diễn tập. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch tổ chức luyện tập cái tình huống giải quyết giải tán biểu tình bạo loạn ở cấp thành phố. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019 là một cuộc diễn tập quan trọng theo nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Theo đó, không chỉ các đơn vị công an, bộ đội địa phương tham gia, mà còn có sự tham gia của lực lượng vũ trang quân khu 5, nên công tác chuẩn bị, các phương án tác chiến, hiệp đồng chiến đấu được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng. Rà soát lại các tình huống diễn tập như đánh bắt con tin, chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn và các nội dung quan trọng khác theo nội dung quy định đạt mục đích yêu cầu đề ra. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng với Công an thành phố xây dựng hoàn chỉnh kịch bản chi tiết để tiến hành luyện tập và diễn tập sát với đặc điểm tình hình. Trong giải quyết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công an vẫn là lực lượng chủ trì giải quyết các cái tình huống. Quân sự là phối hợp tham gia bảo vệ các mục tiêu đặc biệt quan trọng. Do vậy, hai lực lượng đã tiến hành xây dựng kịch bản chi tiết đi vào luyện tập. Thời điểm bắt đầu cuộc diễn tập đã cận kề, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đây là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp thực hiện của các cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở ban ngành mặt trận đoàn thể trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn thành phố trong mọi tình huống.